Xin kính chào quý vị, chào các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chuyên mục đấu giá hôm nay của Luân Đẹp. Hôm nay Luân Đẹp chia sẻ với các bạn một giò Di Linh Xuân, tiếp theo là một giò Di Linh Xuân. Giò này với giá 420k, với giá khởi điểm 420k. Các bạn hãy cùng xuống giá cho cái giò hoa lan này. Đây là những cánh hoa lan Di Linh Xuân các bạn, cái Di Linh Xuân lù tali. Thank you.